Khê thân mến, đã nhiều năm anh sống nơi đất khách, nhưng trong lòng vẫn ấp ủ bao nỗi nhớ nhung vọng về cố quốc. Anh muốn nghe lại tiếng nhạc dân tộc để tìm sống lại trong tưởng tượng những kỷ niệm xa xăm, hầu làm vơi gợp đôi phần nỗi tâm tư người lữ thư. Đáp lại mỹ ý của anh, chúng tôi đêm nay là đêm thứ bảy, ngày 1 tháng 4 dương lịch năm 1967, nhờ nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Bảo, sinh trưởng tại Cao Lãnh, Sa Đéc, đàn cho chúng tôi thâu băng và điệu nhạc làm quà tặng anh để gọi là cùng nhau thông cảm. Chúng tôi ước mong tiếng nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Bảo sẽ có năng lực đáp lại phần nào sự mong đợi của anh vậy. Tôi là nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Bảo, tiếp theo lời của bác sĩ Tương, tôi xin có đôi lời kính gửi đến ông Khê. Kính ông, đã từ lâu tôi biết ông, nhưng chắc chắn là ông không được biết tôi. Tôi được biết ông lúc ông dạy trường tư thục Ngô Quang Vinh ở đường Arras vào năm 1938. Vì năm ấy tôi cũng dạy nơi đấy. Và nhờ cơ hội đó tôi được cái hân hạnh chụp chung với ông cùng các giáo sư bạn khác một bức ảnh trước sân trường, và cũng là trước ngày ông sang Pháp. Tôi rất tiếc là lúc ấy tính kiêm nhượng của tôi không cho phép tôi hân hạnh được thưởng thức tiếng đàn của ông. Và mãi cho đến ngày hôm nay, nhờ bà và bác sĩ Tương, tôi mới được cái hân hạnh nghe tiếng đàn của ông qua băng nhựa. Tính ra đã 19 năm qua, nay mới đạt được ý muốn là nghe tiếng đàn của ông. Năm 1953, nhân dịp đàn cho cuốn phim Tình Hận của hãng Lạc Long, tôi được làm quen với ông Nguyễn Tri Khương, hai nghệ sĩ một già một trẻ rất mến nhau qua tiếng đàn và tính tình. Tôi rất mến ông Khương, và do đó mỗi khi có dịp đi Sài Gòn là ông Khương đến tôi ở chơi một đôi ngày, và trong câu chuyện chỉ là nghệ thuật và nhắc nhở đến ông. Ông thân sinh của tôi là môn đệ của ông Năm Diệm, và thường tán thưởng tiếng đàn trên dây tô lan của cụ thân sinh của ông là ông Bảy Triệu. Đến đây sơ lược những gì tôi muốn nói với ông. Tôi muốn nói với ông nhiều hơn nữa, nhưng cuộn băng phải dành chỗ cho nhạc để gửi tới kính ông. Vậy tôi xin phép hẹn lại ông trong một dịp khác. Trước khi dứt lời, tôi xin thưa trước vì tôi mới nông mà nhận lời đàn trong cuốn băng này. Tôi đặt tất cả sự quý mến vô biên của tôi đối với con người của ông trong tiếng nhạc của tôi. Còn hay dở, xin nhường lại cho người tập thể phát. Hòa tấu của bản danh, nhạc sĩ Văn Dĩ, Đặng Kiềm, Vĩnh Bảo, Đặng Tranh.